Ui! Hi, rất vui được chào đón các bạn trở lại channel của mình. Mình là Crispy, Devil Gamer. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi đi Evil Within Part 8. Ok, ở phần trước sau khi thoát được khỏi con trùm đầu hộp thì chúng ta đã nhảy xuống đây. Đụng chưa gì thấy mấy con zombie ở ngoài kia đó. Planted Seed Will Grow là hạt giống sẽ nảy mầm. Đặt cái tựa con mẹ gì. Chơi nguyên kem không thấy cái cây nào mọc lên luôn. Chưa ở đó mà hạt giống nảy mầm. Lô mày con. Đây đây đây, hai con nó đi lại gần nè. Vỡ mồm. Con chú đạn luôn. Quê. Đồ kinh. Gì mà bắn. Ôi. Phải núp núp mới qua được khỏi chỗ này. À mà bữa nó xúc chiếc cúc luôn. Mà trời. Má xiên quá. Mình lụm mấy cái này cũng được nữa nè. Đù. Bây giờ mình đâu cần chơi game nữa đâu. Mình đứng đây mình lụm mấy cái này thôi. Ngon rồi. Tét chiếc cúc. Ok, chạy qua luôn. Á, nghỉ đích. Aberrant brainwave patterns observed in subjects number 25 and 33, and now again in 55. The one common factor is a case history of dissociative identity disorder. Previous examples. Cái gì? Vãi đái. Con gì nhỏ xíu. What the fuck? Mày. Cái gì thấy gớm vậy? Cái gì vậy ta? Có zombie mini nữa. Cưng dễ sợ. Ây. Bò. Ây da. Mày. Tét kiến cúc. Mở bài cửa nó hết được luôn. Quất con con này mới được. Đi len len len. Con đủ tẻ nữa hả? Đủ có sinh sôi nảy nở trong đây nữa hả? Đẻ ra từ vũ đi ba. Đẻ vô hang đẻ vậy. Ôi con nó đu sút 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 vào chiếc cúc. Mày hả con? Gì đây? What
the fuck? Má hết hồn. Cũng quái luôn. Làm đại cũng đúng. Lại một cái hang động nữa. Có tiếng sóng âm vang dội. Rồi quay trở lại tự vũ luôn. Hèn chi cái hang này là cái bệnh viện mà nãy giờ nó giả thôi. Hèn chi cái thằng kia nó đẻ là đúng rồi. Doc. Doc, what the hell is going on? There's no time. Bác sĩ. I need to figure out how to reverse this if we're going to stop him. Ooh. Who? This Ruvik guy? Who the hell is he? I'm sorry, I have to find this. I can't help if you leave me in the dark, Doc. Ông nói, ông bác sĩ này ông nói là hả, tôi có cách để trị được cái thằng Ruvik, thằng mà giống assassin đó. We're working on a method. How can I explain this? It's like linking brains together. Nói sharing não everything của chúng ta on an electrochemical level, emotion, memory, perception, everything directly. Nói trực tiếp. It's unprecedented. The implications on psychology, on pharmaceuticals, on consciousness itself. Are you serious? It's a fucking nightmare. Well, I didn't say it was perfect. Especially not with such a unstable host. Great. So your research partner is a psychopath. And we're all inside his head. Why? Hey! Not exactly, no. All of us are contributing on some level. But he's the only one with conscious influence. You know how he thinks. What does he want? Well, it's just a theory, but I'd say he wants us dead. Oh, đù, quay trở lại với trái trứng cút bự. Oh. Doctor. Đâu mẹ ơi. What the fuck? What the fuck? Ui! Đừng! Chạy! Nhìn! Oh shit! Đúng! Con gì vậy? À đúng. Này. Ôi. À đúng. Hai chấm rồi. Khoan. Đừng tắt. Từ từ. Mình có một số cái thông báo nhỏ nhỏ muốn thông báo đến các bạn. Đó là mình đã lập một cái page trên Facebook là tên là Cảm Ngăn Game Thủ. Link trên đây nha. Và cái play đó nó sẽ thông báo cho các bạn khi nào mình có clip và khi nào có event quà tặng vân vân. Ngoài ra thì các bạn có thể lên play đó để mà request mình chơi một số game nào đó, nếu mà mình thấy game đó ok hay thì ok mình chơi. Yes. Và mình cũng bật mấy một điều nhỏ nhỏ là do Tết cũng sắp tới rồi nên
mình muốn tặng một món quà dành cho các bạn nào đã là thành viên của channel Chris Devil Gamer, thì bằng cách là subscribe channel và like page cảm năng game thủ thì sẽ có cơ hội nhận được cái món quà đó. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt nha. Nhỏ nhạc xuống đó mày, nói không có nghe gì hết trơn, mở nhạc lớn sùm. Oh shit. Ý, chạy ơi, chạy ơi, trời con kẹt nữa.